thật nhiều sức khỏe. Ồ, thành công trong mọi công việc luôn. Ồ, còn chúc cho gia đình Nghiên là hôm nào cũng về chơi với Nghiên. Bạn bè 4 năm nào cũng gặp mặt nhau á, nếu mà được thì càng tốt. Còn cái thứ ba nữa là sai năm chị có tiền đi Đài Loan chơi. Bao giờ đi?